cầm cây đồ dữ lắm chị, đi hùng hổ đi ra để anh hái cho vợ, để anh hái cho em rồi kia. Cái ảnh ra anh cầm cái khèo, anh khèo xuống một cái, cái một xích bay ra. Anh sợ quá anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là anh chạy sau lưng em. Vợ vợ cứ em cứu cứu. Người này thì phải cưới làm chồng thôi chứ không thể để cho chạy mất. Không cho sống. Không cho sống. Dạ em phải giữ thôi. Ừ. Chồng hả? Kệ chồng, cưới được rồi, không lo. Mẹ chồng không lo luôn. Hết rồi. Nói chung là không quan tâm tới chồng, em đi ngủ. Trong vấn đề này thì tụi em hơi gà mờ ạ. Cảm thấy mình non quá nên là thường là tụi em nhanh lắm, đánh nhanh rút gọn ạ. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trường Khánh. Năm nay em 26 tuổi. Em làm thiết kế. Thiết kế gì cơ? Dạ em thiết kế nội thất. Hay còn vợ của Khánh. Cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Thanh Tâm ạ, 27 tuổi ạ. Công việc của em là ở nhà kinh doanh nhỏ thôi. Ở dưới thì em bình tĩnh hơn ảnh, mà không biết sao lên thì em lên đây em. Thôi cho anh chàng pháo tay nó khích lệ tinh thần cho em. Có nghe nè, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong trường hợp là Khánh đến nhà em thiết kế và gặp cô gái này xinh đẹp quá và cua luôn cô gái dạ này. Dạ không ạ. À. Em sai rồi Thuận ơi. 5 năm mới trúng lần. Tình cảm của các em phát sinh như thế nào? Vợ chồng em gặp mặt nhau là trong ngày đám hỏi của anh chị. Ừ. Là em bưng quả cho bên đàn trai. Ừ. Và em bưng quả cho bên đàn gái. À. Người ta hay nói là bưng quả là mất duyên, nhưng mà vợ chồng em chứng minh được cái điều ngược lại là bưng quả mà lại có duyên. Chị thấy rõ ràng tại sao lại là bưng quả mà mất duyên. Tại vì là bên đàn nam thì phải chọn những người chưa có vợ, đúng không? Dạ. Còn bên nữ là chọn những người chưa có chồng. Ừ. Mà họ lại tiếp xúc với nhau ở một cái đám cưới, một cái không khí nó rất là hạnh phúc. Thì mắc mớ gì mà mất duyên, đúng không ta? À. Đúng không? Sai lầm rồi, sai. À. Rồi ai là người bị sét đánh trước nè? Em thấy vợ em cũng dễ thương. Ừ. Rồi cũng hát hò hát hay. Ấn tượng của em lần đầu tiên về ảnh thì cười xong mà hai nút đồng tiền sâu quá trời. Ừ. Phải mà sau này mà có con thì con cũng có hai nút đồng tiền thì thích. Ủa, thế nên là em có em bé chưa? Dạ hiện tại thì tụi em vẫn chưa. Ừ. Ngay lúc đó là đó. Bạn này ấn tượng và bạn ước luôn là nếu mà để con của bạn mà có được cái cặp má lúm này là quá là đẹp. Wow. Đúng rồi. Chắc là ông Tơ bà Nguyệt cũng đây vút qua một cái là dính luôn hai đứa. Ừ. Sau 2 tháng sau á thì hai vợ chồng em chính thức hẹn hò. Buổi trưa là hẹn với nhau là đi vô khu du lịch chơi. Chả biết sao vô thấy ảnh nồng nàn mùi rượu không. Ồ, trời em nói trời thôi không xong rồi. Mà em không hiểu là nhậu từ lúc nào, ảnh kêu anh nhậu có anh trai à. Anh trai rượu. Trai rượu của em đó là em là có tiệc sớm hay là em cố tình em muốn rượu đi cho mà dạ nó, không nó có. Buổi sớm cái bạn em gọi kêu xuống để nhậu, cái tại cũng tiện đường là đi về Biên Hòa, cái thôi em đi xuống nhậu với bạn em, nhưng mà cũng uống hơi quá chén. Ừ. Em nhậu từ sáng đến 10 giờ sáng. Từ sáng tới 10 giờ sáng? Dạ, từ 6 giờ. 6 giờ sáng đến 10 giờ. Từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ. Sao? Cái xong em ngủ đến trưa. Cái vợ em điện hỏi anh đang ở đâu. Cái em giật mình, ủa nay có hẹn. Cuộc hẹn thì cũng vui vẻ chứ không có đến nỗi. Nhưng mà tự nhiên cái trong lòng mình nói trời sao lần đầu tiên nhậu vầy, chắc ông này bồm nhậu dữ lắm. Bất an. Nhưng mà nhìn thấy anh này hiền lắm. Thật sự rất là hiền. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy là anh hiền. Bỏ qua dần dần rồi thì mới thấy là anh cũng có nhiều điểm tốt, điểm đáng yêu, chịu làm, chịu khó. Nên là càng nghe càng thương hơn ạ. Rồi tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm? Được 3 năm. Yêu 3 năm là bắt đầu cưới. Dạ. Có suôn sẻ không? Hai gia đình có gọi là có đồng ý liền không? Thời gian tụi em yêu nhau thì không có chuyện gì. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian tụi em tính đến chuyện cưới hỏi thì gặp khá là nhiều chuyện. Chuyện gì? Bên nhà vợ em không đồng ý. Tại vì lần đầu tiên ảnh về nhà em á, thì nhà em là ở Long Khánh, trái cây nhiều lắm. Hôm đó thì hai vợ chồng em là xách cây ra hái em chôm. Cầm cây đồ dữ lắm chị, đi hùng hổ đi ra để anh hái cho vợ, để anh hái cho em rồi kia. Cái ảnh ra anh cầm cái khèo, anh khèo xuống cái một xích bay ra. Ảnh sợ quá anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là anh chạy sau lưng em. Vợ cứu em cứu anh. Chả may thì mẹ em thấy được. Thế mẹ em nói ôi trời ơi cái thằng này thế này thì làm sao mà thì tương lai thì trời nó có con bộ xích nó cũng sợ. Thế là mẹ cũng nói vậy thôi.
Nhưng mà sau này á, thì mẹ cũng biết là ảnh là bên đạo Công giáo, thì em là bên Phật giáo. Mẹ cũng hơi e dè một chút. Thì khi mà tụi em đặt luôn vấn đề là tụi em sẽ làm đám cưới với nhau á, xin mẹ, xin phép mẹ để làm đám cưới á, thì thật sự là lúc đó mẹ phản đối. Mẹ phản đối là tại vì ban đầu á là mẹ rất là thích anh này. Tại vì mẹ nói, mẹ nhận thấy, mẹ nhìn thấy được ảnh phúc hậu rồi, nên là mẹ thích, nhưng mà mẹ chỉ có cái không, đạo là mẹ không thích. Cái thời gian đó hai vợ chồng em cũng vất vả, nghĩ là mình sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ thuyết phục mẹ từ từ. Mẹ em thì bán quán ở ngoài chợ. Hai vợ chồng em ra là nói chuyện để xin mẹ nghiêm túc. Thì mẹ mới nói là không, mẹ nếu mà con theo đạo là mẹ không có đồng ý cả. Hai vợ chồng lúc đó là không có biết làm cách nào để mà nói với mẹ hết. Hai đứa nắm tay nhau ra đứng trước cái quán của mẹ, quỳ đó. Giờ tụi con thương nhau rồi thì sao đi chăng nữa thì tụi con cũng sẽ cố gắng. Thì quỳ cả tiếng á, ai qua đi lại kệ nó không sao hết. Mà em cũng nghĩ là tại vì lúc đó em thấy mình chọn đúng người rồi. Tại vì nếu mà mình chọn sai người á là họ sẽ không có đồng lòng với mình để cùng mà ra quỳ như vậy. Thì họ bỏ cuộc rồi chứ họ không làm như vậy, nên là em nghĩ là em lựa chọn anh này là chính xác nhất cuộc đời của em, nên là em không hối hận gì về ấy. Dạ. Nhưng mà sau cái một tiếng đồng hồ đó thì mẹ đồng ý đúng không? Dạ, sau đó thì mẹ đồng ý. Thì tới lúc mà hai đứa làm đám cưới kết hôn á thì mẹ mới nói là mẹ thử làm như vậy để mẹ coi thử coi bản lĩnh của anh này tới mức nào. Thì mẹ mới đồng ý gả. Mà cái lúc em quỳ em có mắc cỡ không? Dạ không. Lúc đó là chị nghĩ đến chuyện tình yêu là bằng mọi cách để cho mẹ đồng ý cho mình xin. Dạ, ví dụ như ngày hôm đó mẹ không đồng ý thì em có tiếp tục quỳ nữa không, hay là em chơi cái chiêu nào khác nữa? Em nghĩ là mẹ sẽ đồng ý thôi, nhưng mà quan trọng là bao lâu. Thôi cũng mừng đúng nhưng không? Nhưng mà dạ, đến lúc tụi em kết hôn được thì cũng cảm thấy vui vì tụi em đã cố gắng hết sức cho hôn nhân của tụi mình. Nãy em nói là em có một cái hàng bán là bán takoyaki á, là một cái loại bánh vặt, đúng không? Ăn vặt của Nhật. Hồi đó thì anh này vừa đi làm xong buổi chiều về bán phụ với em. Em lại vừa đi làm. Có một bữa đó thì em đi làm về trễ nên là ảnh ra bán trước. Ảnh khiêng cái bình ắc quy để thắp đèn á. Không biết ảnh khiêng làm sao thì ảnh bị cụp cái lưng. Nói chung ảnh bị đau quá, ảnh không ngồi được. Mà ảnh không có nói với em tiếng nào hết á. Thì cứ như bình thường em bán về xong em dọn đồ về đây thì ảnh mới nói với em là em ơi em lấy dầu em xức giùm ảnh cái lưng. Cái tự nhiên người mình nó nghẹn làm sao á. Để kiếm được tiền không có ngại là mình là thanh niên, mình cũng dân văn phòng. Xong cái em xức dầu cho ảnh mà thấy là người này thì phải cưới làm chồng thôi, chứ không thể để cho chạy không, mất. Không cho sống. Dạ em phải giữ thôi. Em anh đang xúc động nè em. Mà em kể câu cuối anh muốn chết. Người này phải giữ làm chồng hay không để phải giữ. Không để cho sống á. Không để cho sống được. Nó nghe nè. Rồi bán buôn vậy rồi có chung ở chung tiếp xúc với nhau nhiều vậy rồi có ăn cơm trước kẻng không? Dạ không ạ. À, tại vì thời gian đó là ảnh ở bên Bình Dương. Còn em thì ở bên quận 9. Nhà ảnh thì ảnh về, nhà em về, tiền thì em giữ. Tức là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Hay là thử trước? Dạ, đã giữ tới ngày cưới. Ủa, ngày cưới không. Luôn. Dạ. Qua cưới luôn. Qua cưới? Là sao? Ủa là sao? Dạ, tại vì cái đám cưới của vợ chồng em là hai đứa em tự lo từ A tới Z hết. Vợ em lo nhiều, lo không xuể nên là đến ngày cưới là bị bận. Lúc đó là em, chồng hả? Kệ chồng cưới được rồi, không lo. Mẹ chồng không lo luôn. Nói chung là không quan tâm tới chồng, em đi ngủ. Em ở nhà chồng một tuần, lên Sài Gòn lại mới dám. Chồng có rừng rừng đúng không? Dạ. Tụi em trong vấn đề này thì tụi em hơi gà mờ ạ. Cảm thấy mình non quá. Ảnh thì ảnh cũng hay bị đau á, nên là thường là tụi em nhanh lắm, đánh nhanh rút gọn à. Cái xong nói chung về vấn đề này thì hai vợ chồng em vẫn không có được gọi là nó có được suôn sẻ, không được thoải mái đúng không? Dạ. Không được, và vẫn chưa cảm thấy cái đó nó là sự tận hưởng đúng không? Dạ. Và cho tới bây giờ luôn hay sao? Dạ có thể là vậy, có lẽ là vậy luôn à. Tụi em tần suất cũng rất là ít rồi. Bao lâu mới là một tuần thì là... Dạ tụi em chắc tính bằng 2-3 tháng.
Như vậy thì chị nghĩ vậy nè, hai đứa nên đi gặp bác sĩ. Tại vì bác sĩ sẽ có những cái tư vấn rất là bổ ích cho cái chuyện này. Thì tụi em sẽ thấy là cái cuộc sống hôn nhân của mình ngoài cái tình yêu nó phải có tình dục nữa. Thì để còn đến chuyện là có con, có cái, rồi mình phải enjoy cái đó, mình tận hưởng chứ. Đó trời ban cho mình mà. Có thể là do cái chấn thương mà đợt mà em bị cột sống á. Đó, nó có ảnh hưởng nữa. Là do chứ em... không phải là giỡn đâu. Cho mình phải đi bác sĩ, mình phải nói hết ra để bác sĩ họ hỗ trợ cho mình à. Cái việc mà các bạn không có thường xuyên như vậy, nó có cảm các bạn có cảm thấy khó chịu không? Dạ không ạ. Bản thân em cũng không có thấy khó chịu gì hết, tụi em vẫn cảm thấy bình thường. Em biết lý do đơn giản là tại vì em chưa hề biết cái đó nó thú vị như thế nào. Đúng không? Chồng em cũng vậy, hai đứa tụi em, nhưng mà cái đó nó sẽ là một sự thiệt thòi. Trời ơi, thú vị lắm. Thiệt thòi cho tụi em. Hả? Điều đó nó làm là thú vị. Thú vị và tạo nên thi vị trong hạnh phúc, đúng không? Rất thú vị. Mà sao mặt ánh mắt em thẳng thớt quá vậy? Thú vị lắm. Thí dụ cho nghe đó. Gặp bác sĩ để bác sĩ thí dụ cho nghe đó. Rồi bây giờ mấy năm ở chung với nhau, vậy thì cái tật xấu của anh ấy là gì? Ôi thôi. Ôi thôi, trời ơi. Giờ của em. Ôi thôi là biết nhiều lắm rồi đó. Một nguyên nhân em tham gia chương trình Vợ Chồng Son là lý do gì? Dạ tại vì em muốn kể lắm. Em muốn kể mấy tật xấu của anh. Rồi bày thì thôi. Em nói đã bày rồi chứ, mà còn hay quên nữa. Tự giác lắm. Thấy sọt rác đầy đi vứt, đem ra ngoài chỗ vứt rác, vứt xong tê tê đi vô. Em hỏi, ủa anh, cái sọt rác đâu? Ơ, anh quên mất rồi. Cái chạy tê 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 ra đi lấy. Ví dụ anh giặt cái khăn đi, cái xong vắt xong để đó. Xong mới đi vô, em hỏi, ủa anh, phơi khăn chưa? Ờ, chưa phơi. Quên. Thì chạy vô phơi. Anh chuyên ra, anh quên mà mình nghĩ là không thể nào quên được. Mấy cái đó thì không thể quên được mà anh quên. Thì nói chung là chồng em chỉ có vậy thôi. Còn gì cái gì không? cũng xuất sắc. Anh tưởng là nhiều lắm chứ bộ. Vì đâu có một chút trời xíu vậy mà bà vén thấy ghê lắm. Tự lắm. Chương trình Vợ Chồng Son để muốn kể những cái tật xấu không ra. Cũng nhiều lắm, có một tật à. Giờ còn tật nào nữa không? Như người ta là về là đi làm về là nằm chơi game luôn. Còn chồng em là đi làm về rồi xong chạy ra phụ em coi em bán như thế nào rồi này kia, xong rồi về cùng em tắm rửa giặt giũ ăn cơm đồ thì anh cũng làm siêu nhân rửa chén hết rồi đúng không? À em quên có cái này đó dở lên nữa đã dở. À nguyên tắc của hai vợ chồng á là khi đi ra đường là tất cả tiền sẽ nằm trong bóp của ảnh, còn khi ở nhà là tiền nằm trong bóp của em. Thế là một ngày nọ thì hai vợ chồng đi siêu thị thì ảnh được phép mà, thế là ảnh gom hết tiền của em, ảnh gom bỏ bóp ảnh tự động luôn. Đi siêu thị mua đồ rồi về xong hết, xong cái ảnh cất luôn. Sáng ra cái ảnh tốt lắm luôn chị, đi làm xong gửi về cho em một cái cạc 50 ngàn. Rồi em nói chồng mình sau này tốt lại chứ, trời, tiền mình giữ hết rồi mà có tiền đâu mà mua cạc. Cái xong cái thế là hồi sau em chuẩn bị đi chợ thì em thấy bạn còn đồng nào hết trơn. Em nói trời ơi chồng ơi, sao anh lấy hết rồi anh không chừa em 1 ngàn đâu hết vậy. Cái anh nói đâu có, anh còn chừa lại 1 ngàn mà, em kiểm tra đi, còn 1 ngàn. Đúng còn 1 ngàn luôn. Này quên mà. Dạ. Nhưng mà sau đó có trả lời không? Dạ. Hay xài hết luôn rồi. Trả nhiều hơn. Thôi vậy là được rồi. Có gì được quên rồi. Lần sau cứ cho quên một vài lần nữa có lời. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em thì hay cằn nhằn lắm anh. Gặp vấn đề nhỏ lớn thì là cũng quát nạt, nạt chồng như nạt con vậy á. Có đâu. Nạt dữ không? Dữ lắm anh. Trời ơi. Nóng tính đúng không? Dạ. Cả em thường hay đùa với vợ em là nếu mà có anh nào hỏi em có sợ vợ không mà cả làng sợ chứ có phải riêng em đâu. Rồi còn gì nữa? Với lại lúc siêng thì siêng cực kỳ dọn sạch sẽ lắm, nhưng mà lúc mà làm biếng là có cái đôi vớ mà để góc nhà, để đó cả tuần không dọn. Là ở nhà là hay bắt nạt em lắm hả? Dạ. Em là chỉ có cái bệnh nhây thôi chứ em thấy em đâu dưỡng mấy đâu. Hiền cũng chết luôn. Tức là vợ em làm cái vấn đề đó vì sai, nhưng mà tại vì lúc đó thì em cũng không kiềm chế được, em hơi nạt xíu. Quay lại giận em luôn. Em lên em xin lỗi. Vợ sai mà em xin lỗi. Rồi ví dụ như nếu mà cô em xin lỗi mà cô không tha nữa thì em làm gì? Em mà giận ảnh nhiều quá
là ảnh không biết làm gì á, là ảnh có một chiêu mà chiêu này em bị hoài mà vẫn dính hoài. Thôi là ảnh cứ cần, chỉ cần ảnh nhướng chân mày lên một cái là thôi rồi, là xong, là em bao nhiêu giận là em hết luôn. Em làm được không? Chứ chị không làm được rồi đó. Làm lại cái nữa coi. Buồn lên. Tôi còn chịu không nổi. Rồi bây giờ nè, mong muốn chàng trai hiền lành này thay đổi điều gì? À, với em thì ảnh vụng về cũng được, hay là ảnh hậu đậu, hay là ảnh quên trước quên sau, hay ảnh thế nào cũng được. Chị, em chỉ mong duy nhất một cái là tình cảm mà ảnh dành cho em, yêu thương em á, tới giờ thì sau này nó cũng sẽ như vậy, đừng thay đổi là được. Thế còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tính vợ em thì hơi nóng, nên là em chỉ mong là vợ bớt, có thể kiềm chế lại. Bớt với... nóng tính đi bé, chứ nó nhướng riết rồi, có bữa nào gió độc nó rẹt ngang qua là để gì luôn. Kêu chân mày luôn. Kêu chân mày luôn là mệt mỏi luôn á. Thôi Nhân, ngày hôm nay có điều gì muốn nói dành tặng cho vợ mình không? Em được gần một năm ngày cưới, thì tình cảm của anh dành cho em là lúc nào cũng như vậy. Như ngày cưới thì anh đã hứa là sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh. Vợ biết là vợ cũng có nóng tính, thì vợ hứa là vợ sẽ kiềm chế bớt cái nóng của mình lại. Rồi trước khi ôm nhướng mắt ra đi, nhướng con mắt một cái. Rồi ôm. Trời ơi, ôm được rồi đó. Trời ôm một ơi. Cái kết rất là đẹp phải không nào? Quá, trời. Quá cảm động, và chúc cho hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé.